Hôm nay trong chương trình Thế giới 24 giờ qua ngày 7 tháng 11 năm 2023, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Công nghệ do Thụy Sĩ thiết kế giúp bệnh nhân Parkinson đi lại được. Tổng thư ký Liên hợp quốc nói Gaza trở thành nghĩa địa cho trẻ em. Các cuộc tấn công của Nga làm 8 người bị thương ở Oseda, làm hư hại bảo tàng. Ngoài ra chúng tôi còn có một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn đón xem. Thư vị tổng tham mưu trưởng do Thái, Herzi Halevi, cho biết Hamas và các lãnh đạo Hamas đang bị thiệt hại nặng nề sau khi công bố một đoạn video trong đó cho thấy cảnh Halevi cùng các sĩ quan của phi đội Adir tại một địa điểm không xác định ở miền Nam do Thái. Halevi cũng nói với các sĩ quan rằng lực lượng của họ biết cách tiếp cận bất cứ nơi nào ở Trung Đông. Quân đội Thái cho biết lực lượng của họ đã chiếm được một khu dân quân và sẵn sàng tấn công các tên khủng bố Hamas ẩn náu trong các đường hầm ở phía bắc giải Gaza sau khi cô lập khu vực này bằng quân đội và xe tăng. Đoạn phim cũng quay cảnh xe tăng di chuyển qua các đường phố bị ném bom và các nhóm quân di chuyển bằng bộ. Cánh vũ trang của Hamas lữ đoàn Al-Qassam cho biết họ đã phá hủy 27 xe quân sự của Do Thái trong 48 giờ qua và gây ra tổn thất đáng kể trong các cuộc giao tranh trực tiếp với quân đội Do Thái. Thủ tướng Do Thái trong cuộc gặp với 80 đại sứ nước ngoài cho rằng đất nước của ông đang tham gia vào cuộc chiến toàn cầu chống lại trục khủng bố do Iran lãnh đạo. Ông cảnh báo nếu Trung Đông thất thủ thì châu Âu sẽ là nạn nhân tiếp theo, đồng thời nói thêm không có gì thay thế được cho chiến thắng chúng tôi sẽ đánh bại hamas chúng tôi sẽ tiêu diệt hamas tổng thư ký liên hợp quốc antony guterres vào ngày hôm thứ hai cũng cho biết việc bảo vệ dân thường là điều tối quan trọng trong cuộc xung đột giữa do thái và hamas đồng thời cảnh báo rằng giải gaza đang trở thành nghĩa địa của trẻ em guterres nói với các phóng viên rằng chúng ta phải hành động ngay bây giờ để tìm cách thoát khỏi ngõ cụt tàn bạo khủng khiếp và đau đớn này và một lần nữa ông kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Do Thái đã tấn công Gaza từ trên không, áp đặt một cuộc bao vây và tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ. Cơ quan y tế của Palestine cho biết số người chết ở Gaza đã vượt quá 10.000 người. Guterres cho rằng Gaza đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em. Hàng trăm bé gái và bé trai được cho là bị giết hoặc bị thương mỗi ngày. Ông cho biết đã có những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế. Ông cho biết Liên Hợp Quốc cần 1,2 tỷ đô la để giúp cung cấp viện trợ cho 2,7 triệu người ở Gaza và Bờ Tây. Nhưng ông lại không nói liệu số tiền 1,2 tỷ sẽ do ai đảm nhận để cung cấp cho người dân Gaza hay là chính quyền của Gaza sẽ là người hưởng lợi trong số tiền này. Bộ trưởng Quốc phòng cho Thái vào ngày hôm qua cũng đã cáo buộc chỉ huy hàng đầu của Hamas là kẻ trốn trong hầm trú ẩn trong khi cấp dưới của ông ta chết khi giao tranh với lực lượng cho Thái ở giải Gaza. Joe Gallen nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố đề cập đến Yahya Siha, thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Hồi giáo Hamas cai quản giải Gaza. Siwa đang ẩn náu trong hầm trú ẩn của mình và để các chỉ huy khủng bố của hắn chết trên chiến trường. Galan cũng ca ngợi nỗ lực của lực lượng Do Thái trong việc tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas, tuyên bố chúng tôi đã loại bỏ các chỉ huy đại đội và tiểu đoàn trưởng, một số người trong số họ dự kiến sẽ thay thế các chỉ huy mà chúng tôi đã loại bỏ. Do Thái cam kết sẽ tiêu diệt Hamas sau cuộc tấn công bất ngờ của họ hôm 7 tháng 10. Thủ tướng Iraq Mohammad al-Sudani đã đến thăm Tehran vào ngày hôm qua để hội đàm về cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng Iran ủng hộ bất kỳ hành động nào của các nước Hồi giáo nhằm ngăn chặn việc tiếp tục tội ác của Do Thái đối với người Palestine ở Gaza. Trước đó, Al-Sudani cũng đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khi Washington tăng cường ngoại giao với các nước trong khu vực có người dân phẫn nộ trước cuộc tấn công của Do Thái vào Gaza. Các nhóm vũ trang Iraq liên kết với Iran đã đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington can thiệp để hỗ trợ do Thái chống lại Hamas ở Gaza. Liên quan đến tình hình chiến sự Ukraine và Nga thì thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày hôm qua cũng cho biết việc tham gia vào cuộc thảo luận về việc tổ chức bầu cử ở Ukraine trong thời chiến là vô trách nhiệm và kêu gọi đoàn kết để tránh các cuộc thảo luận chính trị vô nghĩa theo ông bây giờ mọi người nên nghĩ đến việc bảo vệ đất nước của chúng ta chúng ta cần đoàn kết không chia rẽ không rơi vào tranh chấp hoặc các ưu tiên khác tình hình vẫn như trước nếu không có chiến thắng sẽ không có đất nước chiến thắng của chúng ta là có thể nó sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta tập trung vào nó không phải vào chính trị hay tìm kiếm lợi ích cá nhân nào đó không phải vào những tranh chấp sẽ không mang lại lợi ích gì cho đất nước quốc phòng và sự tiến lên của chúng ta Zelensky cũng cho biết điều quan trọng là phải tập trung vào những thách thức quân sự mà đất nước đang phải đối mặt khi nước này cố gắng đẩy lùi các lực lượng Nga đang chiếm gần một phần năm lãnh thổ của mình hơn 20 tháng sau khi phát động cuộc xâm lược trên toàn diện. Thưa quý vị, các cuộc bầu cử bị cấm theo thiết quân luật hiện đang có hiệu lực ở Ukraine, nhưng Zelensky đã cân nhắc việc có nên viện dẫn các điều khoản đặc biệt để thực hiện chúng hay không. Ông nói rằng ông muốn tranh cử nhiệm kỳ thứ hai nếu cuộc bầu cử diễn ra. Đã có một số lời kêu gọi từ nước ngoài bao gồm cả Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Lindsey Graham yêu cầu một cuộc bầu cử được tiến hành như một bằng chứng về tính dân chủ ở Ukraine. Thưa quý vị, một bộ trưởng cấp cao của chính phủ Ukraine cho biết vào ngày hôm qua rằng Kiev mong đợi Liên minh châu Âu sẽ đưa ra đánh giá tích cực về tiến trình của họ trên con đường trở thành thành viên trong một báo cáo tuần này và cho rằng họ đã thực hiện tất cả các cải cách cần thiết. Phó Thủ tướng Oha Stefan Isina đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn trước khi Ủy ban EU công bố báo cáo này vào ngày 8 tháng 1 tới đây, rằng Kiev hy vọng sẽ khuyến nghị các thành viên khối quyết định vào tháng 12 để mở các cuộc đàm phán gia nhập chính thức với Ukraine. Phó Thủ tướng Oha Stefan Isina nói Tôi nghĩ vì mục đích đánh giá 7 bước, mọi thứ đã được thống nhất, đều đã được thực hiện và thực hành. Bà nói tôi có thể nói rằng đánh giá chắc chắn sẽ tích cực vì chúng tôi đã liên hệ thường xuyên với Ủy ban châu Âu thảo luận về các bước và đàm phán các bước mà chúng tôi đã thực hiện được. Và thưa quý vị, vẫn liên quan đến Ukraine thì một nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện với lực lượng đặc biệt từ vùng Chechnya phía nam nước Nga. Đây là thông tin được lãnh đạo Czechia Razam Kadro cho biết vào ngày hôm qua. Ông đã cho biết trong một tin nhắn trên Telegram rằng một nhóm lớn các cựu chiến binh Wagner đang được huấn luyện chuyên sâu với lực lượng đặc biệt Akhmat của riêng ông. Ông nói: "Tôi rất vui vì hôm nay trong hàng ngũ của đơn vị Akhmat nổi tiếng đã có sự tham gia của những chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu xuất sắc và đã chứng tỏ mình là những chiến binh dũng cảm và hiệu quả." Tôi tin tưởng rằng trong những trận chiến sắp tới họ sẽ phát huy chọn vẹn danh tiếng của mình. Ông này cũng cho biết trong cuộc tập trận bao gồm bắn súng, y tế giã chiến và huấn luyện cho lính bắn tỉa, xạ thủ súng máy, đặc công và lính pháo binh. Không rõ có bao nhiêu người của Wagner tham gia hoặc liệu có ai trong số họ sẽ ở lại lực lượng này sau khi khóa huấn luyện kết thúc hay không. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố nhóm này không tồn tại như một thực thể pháp lý. Thưa quý vị, các công nhân cũng đang dọn dẹp đống đổ nát vào ngày hôm qua sau khi Nga tiến hành một cuộc công kích lớn vào cảng Oseda của Ukraine ở Biển Đen vào cuối ngày Chủ nhật, khiến ít nhất 8 người bị thương và làm hư hại một trong những bảo tàng chính của thành phố. Bảo tàng mỹ thuật Odessa tọa lạc tại một trong những cung điện lâu đời nhất từ thời xa hoàng ở trung tâm thành phố đã bị hư hại một số do vụ nổ. Trên con phố phía trước bảo tàng, vụ tấn công đã để lại một hố sâu vài mét. Không rõ liệu máy bay không người lái hay tên lửa rơi xuống đường hay mảnh vỡ rơi xuống. Bảo tàng đã lưu trữ khoảng 10.000 tác phẩm nghệ thuật trước chiến tranh, bao gồm các bức tranh của một số nghệ sĩ Nga và Ukraine nổi tiếng nhất vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Chuyển sang một số tin liên quan đến Trung Quốc thì thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày hôm qua cũng cho biết rằng Mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Úc, phục vụ lợi ích của mỗi nước là điều quan trọng là phải tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược cùng có lợi là điều Trung Quốc mong muốn. Ông Thập nói với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, nhà lãnh đạo Úc đầu tiên đến thăm Bắc Kinh kể từ năm 2016, khi cả hai gặp nhau tại Đại lễ Đường Nhân dân ở trung tâm thủ đô Trung Quốc. Albanese nói với Tập Cận Bình rằng mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Australia sẽ có lợi trong tương lai. Trong chuyến thăm của mình thì Thủ tướng Úc cũng đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa các đối tác thương mại sau những tranh chấp trong những năm gần đây về các vấn đề từ lo ngại an ninh đến nguồn gốc của Covid-19, khiến Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đối với các sản phẩm của Úc, bao gồm rượu vang, lúa mạch và thịt bò ông cũng cho biết ông hài lòng với mối quan hệ rất tích cực với Trung Quốc sau cuộc gặp với chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua với liên quan đến Trung Quốc thì thưa quý vị các quan chức của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cũng đã đề cập đến tiềm năng thương mại nông sản với Trung Quốc tại một hội trợ thương mại ở thượng hải ngay cả khi mối quan hệ chính trị giữa hai nước vẫn căng thẳng Du khách đã nếm thử các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ Hoa Kỳ sau khi đại sứ Washington tại Trung Quốc Nicholas Burns cắt băng khánh thành gian hàng tại hội trợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc. Hội trợ đầu tiên dành cho Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu vào năm 2018. Ông Burns cũng nhắc lại rằng Mỹ không tìm cách tắt khỏi Trung Quốc trong khi một quan chức thương mại và nông nghiệp cấp cao của Hoa Kỳ cho biết cường quốc kinh tế châu Á nắm giữ tiềm năng tăng trưởng lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Dầu ăn và ngũ cốc là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Trung Quốc, chiếm 25,4 tỷ đô la vào năm ngoái, vượt xa các hàng hóa khác như chất bán dẫn. Nhưng Brazil vẫn đang dẫn thị phần của Mỹ trên thị trường Trung Quốc sau khi thu hoạch vụ mùa bội thu đậu nành và ngô. Và liên quan đến thời tiết một chút xíu thì thưa quý vị, thời tiết lạnh giá trái mùa và bão tuyết cũng đang tấn công vùng Đông Bắc của Trung Quốc vào ngày hôm qua khi một số thành phố đưa ra cảnh báo thời tiết cao độ và cảnh báo người dân ở trong nhà. Đoạn video do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát sóng cho thấy các đồng bằng đường xá và nhà cửa phủ đầy tuyết. Các phương tiện cũng được nhìn thấy đang di chuyển trên con đường phủ đầy tuyết ở thành phố Nội Mông. Cơ quan thời tiết cho biết một số khu vực có thể có tuyết dày từ 8 đến 10 cm và nhiệt độ ở nhiều vùng sẽ giảm mạnh. Đồng thời dự đoán báo tuyết sẽ ảnh hưởng đáng kể đến một số thành phố trong những ngày tới. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp đã triển khai trước nhân lực và vật lực để đảm bảo cung cấp nước, điện, khí đốt và sưởi ấm cũng như quản lý luồng giao thông để ngăn ngừa thương vong và thiệt hại. Liên quan đến tình hình ở bên Nhật một chút xíu thì thưa quý vị, chính quyền Tokyo cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán tên lửa vào ngày hôm qua để giúp người dân chuẩn bị sẵn sàng trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các vụ phóng tử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Khoảng 60 cư dân đã tham gia cuộc diễn tập, trong đó một nhóm mô phỏng kịch bản sơ tán bên trong ga tàu điện ngầm. Những người tham gia tập trung ở tầng trệt của ga Nerima trước khi được các quan chức địa phương dẫn xuống tầng dưới, nơi cả nhóm cúi xuống và che đầu. Một quan chức của ban phòng chống thiên tai Tokyo cho rằng, cuộc tập trận diễn ra sau khi chính phủ có yêu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh số lượng tên lửa được phóng ngày càng tăng kể từ năm ngoái. Ông nói thêm những cuộc diễn tập như vậy nên tiếp tục giáo dục người dân về những việc cần làm trong trường hợp một vụ phóng rơi xuống Nhật hoặc đi ngang qua. Bắc Hàn được trang bị vũ khí hạt nhân đã tiến hành thường xuyên các vụ phóng từ tên lửa tầm ngắn và tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn có thể vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Triều Tiên đã bắn 59 tên lửa vào năm 2022 và gần đây nhất đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào hôm 19 tháng 3, vào thời điểm nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang có chuyến thăm chính thức nga. Và thưa quý vị, Cuba cũng đã tổ chức một hội trợ kinh doanh với hơn 800 công ty từ hơn 60 quốc gia vào hôm qua, khi nước này vận động hành lang cho các khoản đầu tư mới, chỉ trích các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ khiến các công ty nước ngoài sợ hãi khi tham gia vào hòn đảo do Cộng sản điều hành. Cuba đổ lỗi cho lệnh cấm vận thương mại thời chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ và đại dịch Covid đã làm tê liệt ngành du lịch và công nghiệp nội địa, xóa sạch lượng tiền mặt cần thiết để nhập khẩu hàng hóa cơ bản và khiến đầu tư nước ngoài trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ từ lâu đã nói rằng lệnh cấm vận thương mại của họ là nhằm mục tiêu thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở Cuba. Một chính sách hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỷ. Hội trợ thương mại bao gồm các gian hàng quảng cáo từ các quốc gia Tây Ban Nha đến Nga, Iran và Trung Quốc. Nó còn bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân nhỏ của Cuba đã tái xuất hiện chỉ hai năm trước sau khi bị cấm trong nhiều thập kỷ. Thưa quý vị, vào tháng 9, thì chính quyền Biden ám chỉ rằng họ sẽ công bố các biện pháp quản lý mới để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân non trẻ của Cuba. Nhưng những quy tắc đó vẫn chưa thành hiện thực. Và thưa quý vị, bệnh nhân mắc bệnh Parkinson bây giờ có thể đi lại được tự nhiên. Đó là nhờ vào một công nghệ do Thụy Sĩ thiết kế. Ông Mark Gautier trước kia hoàn toàn như một người bị giam trong nhà do vấn đề di chuyển bị suy nhược. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi ông trở thành người đầu tiên được cấy ghép thiết bị cấy ghép mới do Thụy Sĩ thiết kế. Nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Vì giờ đây tôi có thể rời khỏi nhà chạy việc vặt. Tôi thậm chí còn đi bộ để tập thể dục. Thưa quý vị, bệnh Parkinson là một bệnh thái hóa thần kinh gây ra các triệu chứng như run, cứng khớp và khó giữ thăng bằng. Ước tính toàn cầu, có hơn 8,5 triệu người mắc bệnh này trong năm 2019. Ông Gautier, 63 tuổi, đã nhận được một bộ phận giả thần kinh, bao gồm một trường điện cực đặt vào tủy sống của ông, kết hợp với một máy phát xung điện dưới da bụng thiết bị này sẽ kích thích tủy sống, kích hoạt cơ chân. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Joseli Bloch đã tiến hành ca phẫu thuật cho Gautier, cho rằng với liệu pháp này giúp mọi người có thể tự tin hơn và có thể ra ngoài tương tác xã hội tốt hơn cũng như làm được nhiều việc hơn. Thì đó là một điểm cộng to lớn trong hoạt động hàng ngày và chất lượng cuộc sống. Và đó cũng là bản tin cuối kết thúc chương trình Thế giới 24 giờ qua. Trân Như xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai cũng trên kênh Chân Như Channel. Mong quý vị và các bạn chia sẻ và giới thiệu thêm nhiều người biết đến chương trình. Và cũng đừng quên bấm thích và cho chương trình một lời bình luận. Trân Như xin chào và hẹn gặp lại.